Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự ngày hội tới trường năm 2022-2023 của trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Hy vọng Hope School, ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mắc cha mẹ vì Covid-19. Cùng dự, về phía, phía trung ương, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh. Chương trình còn có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng ái gửi tới các thầy cô giáo, các em học sinh của trường hy vọng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất bước vào năm học mới với nhiều thành công. Chủ tịch nước chia sẻ với những mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra cho các em học sinh, đồng thời khẳng định sự ra đời của trường hy vọng là điều vô cùng ý nghĩa thể hiện lòng nhân ái, tinh thần vượt khó vươn lên, trách nhiệm xã hội. Đây là mô hình cần được nhân rộng để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Với chủ đề lan tỏa yêu thương, ngày hội tới trường năm học 2022-2023 đánh dấu là một năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh trường Hy vọng từ 41 tỉnh thành trên cả nước dưới mái nhà chung. Đúng như tên gọi của ngôi trường, đây không chỉ là nơi để các em học sinh được đến trường, được học tập và phát triển toàn diện, mà hơn hết đây chính là ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương ấm áp dành cho những em nhỏ để chịu mắc mát, mát của đại dịch Covid-19.